Quay Alpha rã máy lên full 125 tại tiệm sửa xe Khánh. Đang rã đây nè. Xe này máy kêu quá trời rồi, làm lại lên 125 luôn như nè. Đang lắp về luôn rồi. Anh em nào có nhu cầu nâng cấp máy lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 qua tiệm Khánh làm ha. Có bảo hành bao chạy cho anh em. Bao đi tour đi phượt vô tư nha nè. Này đũa, này đũa ngắn nha, tháo ra thay đũa dài vậy nè. Quay Alpha. Rồi chào anh em ha. Cái nào máy đáp xong Khánh sẽ quay lại cho anh em coi thêm clip máy mới. Test xe cho em coi luôn.